Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với YNK Adventure. Thì như đã hứa trong cái video lần trước mà mình unbox cái ghế mới mà mình mới mua, thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip tổng hợp review những cái ghế về camping, cắm trại mà mình đã sử dụng qua. Và bên cạnh đó thì mình có mượn thêm bạn bè mình một số cái ghế nữa để review cho mọi người xem hết những cái ghế mà nó thông dụng mà thường mang đi cắm trại là nó sẽ như thế nào. Và mình sẽ review từng cái về cái ưu điểm và cái nhược điểm của nó. Bây giờ mình sẽ đi chi tiết từng cái ghế một cho mọi người xem nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi chi tiết từng cái giá ghế cho mọi người xem trước nha. Là bắt đầu với cái ghế Wanderer này, là mua ở BCF. Là cái ghế này giá ngày xưa mình mua, giá gốc của nó là 34 đồng, nhưng mà ngày xưa mình mua là được nửa giá, là chỉ còn lại cỡ khoảng 17 đồng thôi. Đó. Rồi tiếp theo á, là cái ghế này á, là cái ghế Director Chair mua ở cây mạc của bạn mình. Là giá của cái ghế này là 45 đồng. Nó là bằng chất liệu aluminum cho nên là rất là nhẹ này. Rồi tiếp theo á, là cái ghế này là ghế Coleman. Là cái ghế này á, nó còn đi kèm với cái túi cooler bag nữa, để mà để mấy chai bia hoặc chai rượu kế phía bên kia, xong rồi bỏ đá vào là giữ lạnh cho các bạn. Thì cái ghế này á, là khoảng cỡ 60 đồng, mình mua từ ngày xưa đó. Nhưng mà ghế này là mua ở trên marketplace, là tại vì người ta có mà không xài cho nên là brand new, mua giá rất là rẻ luôn. Kế tiếp á, là cái ghế này là cái ghế Cascade, là Mountain Tech, là mình mua ở Costco. Thì thường đồ của Costco thì nó bán theo từng đợt, là hết cái pallet là coi như là hết hàng. Đôi khi á, thì nó sẽ về hàng lại, còn đôi khi là không. Thì mình thấy cái ghế này á, nó rất là tiện và nhẹ cho nên là mình mua luôn. Giá của cái ghế này mua ở Costco thời điểm đó là cỡ khoảng 50 đồng. Đó. Nhưng mà giá này, giá ghế này á, là ở Amazon á, là 125 đồng. Rồi. Tiếp theo, ghế này là đến từ Kmart, là nó gọi là Hexagon Chair. Là ghế này á, giá của nó là 39 đồng. Cái ghế tiếp theo á, là cái ghế Osprey. Và cái dòng ghế này á, là cái dòng ghế là Getaway Deluxe. Là ghế này, cái giá mà retail price á, là 129 đồng. Và club price á, là hình như 59 đồng hay sao đó. Thì mình nghĩ là em mình là mua lúc nó sale nữa, thì chắc là nửa giá. Tại vì đợt vừa rồi là làm Anaconda có sale từ 20-50% những cái đồ ở trong shop. Đấy. Và cái ghế này là cái ghế của mình. Trong video vừa rồi mình có review cho mọi người là cũng đến từ cái hàng Australia như cái ghế kia. Nhưng mà dòng này là dòng Commander. Đó, thì cái giá gốc của nó là 169. Club price là 109. Và mình mua cùng đợt với cái ghế này cho nên nó sale nửa giá là còn xuống 85 đồng. Từ thường thường khi mà nói sale nửa giá là nó sale nửa giá từ cái giá gốc chứ không phải là cái giá club price nha mọi người. Rồi. Và đến cái ghế cuối cùng. Ghế này á, là cũng được mua từ Anaconda luôn. Cái dòng này là cái dòng Dune 4-wheel drive. Mà loại này là loại recliner. Cái ghế này á, cái giá retail price á, là khoảng cỡ 260. Cái giá club member á, là cỡ khoảng 159 đồng. Nhưng mà cái ghế này lúc on sale á, cỡ khoảng 100 đồng. Đó, mình sẽ đi chi tiết từng cái ghế cho mọi người xem nha. Ừ, giỏi à, làm khán giả giỏi á. Rồi, để bây giờ đã đi quay tiếp review nha. Ok, bây giờ mình sẽ review cho mọi người cái ghế đầu tiên. Thì đây là cái ghế Wanderer được mua ở BCF. Cái ghế này là cái ghế một trong những ngày đầu tiên của mình và vợ mình đi cắm trại. Mà lúc ngày đầu mua đồ thì thường mua ở BCF không à. Đó, chứ lúc đấy là chưa biết tới Anaconda và không để ý để mà xem đồ ở trong đấy. Thì với cá nhân mình, mình thấy là đồ của Anaconda nó sẽ sell nhiều hơn là đồ của BCF. Vậy là cái range đồ á, những cái loài đồ này nó nhiều hơn của BCF nhiều. Đó. Rồi, thì cái ghế này á, ấn tượng đầu tiên ngày xưa tụi mình mua á, là tại vì cái giá của nó lúc để start á, là 34 đồng và mua sell thì 17 đồng thì nó rất là hợp lý luôn. Và cái ghế rất là nhẹ này. Đó. Đó, ghế rất là nhẹ. Đi chơi đâu mà kiểu qua đêm một ngày á, thì cái ghế này là rất là hợp lý cho những bạn mà mới start luôn. Đó. Thì bây giờ mình sẽ ngồi thử cho mọi người xem nha. À, thấy chưa? Nó ngồi cũng thoải mái. Không để nổi. Những cái dòng ghế như thế này á, gọi là ghế quad fold. Đó. Thì á, vấn đề của nó á, là khi mà các bạn ngồi xuống á, là nó sẽ bị trùng xuống. Và cái lưng á, nó sẽ không được thoải mái.
Đó, nhưng mà nếu mà đi cắm trại cỡ khoảng một ngày thì ok. Rồi cái tựa tay này nó với mình thì nó cũng hơi thấp. Nói chung là cũng ok để sử dụng. Bây giờ cái ghế này có cái gì? Nó sẽ có một cái đựng nước ở đây. Và bên này á, nó sẽ có một cái túi nhỏ để đựng đồ. Đó. Thì trong những cái review về ghế này á, thì mình sẽ test cho mọi người xem là cái size mà để cái cup holder này thì nó sẽ để được những cái gì nhá. Rồi thì bây giờ mình sẽ thử hai cái chai nước mà mình hay xài cho mọi người xem luôn, để mọi người biết là xem là có vừa không nhá. Rồi chai nước suối bình thường này, thả vào perfect luôn, là cái size này là cái size standard này đó. Rồi bây giờ cái chai này mọi người nghĩ có vừa không? Nó cũng sẽ bị chật, thì nếu mà tháo cái lớp dưới này ra xem nó có vừa không nhá. Cũng không vừa luôn. Đó, đó là một cái yếu tố để mọi người xem xét nhá. Đó, là chỉ có những cái chai nước suối bình thường thôi. Ok. Rồi. Sau một thời gian dài sử dụng cái ghế này á, tới hôm nay á là cái ghế này là được nghỉ hưu rồi. Tại vì nó có cái vấn đề như thế này. Ngồi lâu á thì như cái clip mà review đợt trước á mình có nói với mọi người á, là ngồi lâu thì những cái ghế rẻ tiền như thế này này, cái phần nhựa này này, đó nó sẽ bị toạc ra, nó sẽ bị rách. Mình sử dụng cái ghế này cỡ khoảng một năm á, thì cái vấn đề này sẽ bắt đầu có, là nó sẽ bị rách cái này ra. Tại vì mình ngồi thì mình hay tì xuống cho nó thoải mái, thì nó sẽ bị rách cái này ra. Và mình đã thời gian đó là mình chưa muốn mua ghế mới, cho nên mình đã khắc phục bằng cái cách là lấy cái dây kẽm á, là mình xoắn nó lại với cái sợi dây này luôn. Đó, thì nó di chuyển lên xuống được nữa, nhưng mà để đúng vừa tâm của mình thắt chặt nó lại, là sau này giữ được nó sẽ không bị đứt cái này ra. Đấy, bên này nó cũng bị vậy này, thấy chưa? Đó, thì làm như thế này á là cái ghế nó vẫn sử dụng được, vẫn ngồi được nhá, không ảnh hưởng gì tới cái ghế cả, và coi như là xếp tiền được một thời gian. Đó, thì cái ghế này gặp lại rất là dễ dàng. Đó, kéo vào. Rồi thì đây là cái túi của nó nhá mọi người. Để bây giờ mình gặp lại, mình cho vô túi cho mọi người xem này. Thì mình sẽ cho cái đầu vào trước cho nó gọn. Đó. Xong cái là thắt cái này lại. Đây, vậy là xong. Đó, cho nên là cái ghế này nó rất là gọn so với những cái ghế khác. Mặc dù ngồi nó êm nhưng mà nó rất là cồng kềnh. Còn cái ghế này á là đi một ngày hai ngày mang cái ghế này rất là tiền luôn. Đấy. Nhưng chỉ có một cái là mua cái ghế này á thì cứ khoảng năm nó sẽ bị hư cái vấn đề mà cái armrest đó. Rồi, mở ra lại cho mọi người xem nhá. Này thì nhanh gọn lẹ. Rồi, cái này buộc vào để bên cạnh cho nó gió nó khỏi bay nha. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ review cái ghế tiếp theo cho mọi người xem nhá. Đây, cái ghế này là đến từ Kmart. Ghế này á là ghế director chair nhá. Giá của cái ghế này là như này mình nói là 45 đồng. Đó, thì mình sẽ ngồi thử này. Cái ghế này ngồi cảm thấy nó chắc chắn ghê. Rồi có cái bàn này để mà để ly này, phải để đồ ở trên này là quá rộng rãi luôn. Đó. Nhưng mà cái ghế này á, với mình thì cái armrest nó hơi thấp, mình không adjust được. Đó. Bên cái ghế này là nó có cái túi nữa ha. Cái túi này là cooler bag luôn. Đó. Mở lên được à? À, đây đây đây. Này lóc lại đó, đó là có cái túi để cooler bag để đá với để nước nước mát ở trong này là quá hợp lý luôn. Xong cái đóng lại đó, chợ thì cái này cũng đá chứ. Ừ, nhưng mà chỉ có cái armrest thì nó hơi hơi thấp với mình thì muốn nó lên tí xíu nữa đó. Ok, giờ gặp cái này lại này, này có hai cái lóc rồi, gặp lại bên này cũng vậy, gập lại được đó, thì khi inside thì gập xuống như vậy chưa. Rồi bây giờ mình mở lại cái này để mình thử để cái chai nước thử xem nhá. Đó, chắc chắn
Đó, để cái chai nước suối bình thường là thấy là rộng rãi thoải mái đó, là mình nghĩ là cái chai nước kia của mình là cũng ok luôn. Hơi chật nhưng mà vẫn hợp lý, không cần phải tháo cái đáy này ra, hả chưa? Đó, cho vào là ok. Rồi. Rồi, thêm một cái điểm nữa là với cái thiết kế đề ly như thế này á, là những cái dòng ghế mà mình để ý là director chair hoặc là những dòng ghế mà recliner á, thì nó có cái thiết kế đề ly như thế này. Các bạn sẽ có những cái ly mà đi camping như thế này, là cái size này là cái size standard nha. Đó, thì mình không biết là cái ly này để vào đây là có vừa không, tại vì cái thiết kế của nó là nó có dành cho những cái ly có quai, thì mình sẽ thử cho mọi người xem nó nha. À, không vừa, và cái ly này không vừa. Thì mình nghĩ cái thiết kế để ly này á là cho những cái ly mà cái đít nó thon gọn vào một tí thì chắc là để vào đây thì nó sẽ để được. Còn như cái này thì chỉ để thế này thôi. Đó. Rồi bây giờ gập ghế lại nha. Đó, thì cầm ở trong này này. Cầm đó, dừng nó lên. Xong. Là gập xong cái ghế. Cái ghế này á thì sẽ không có cái túi. Rồi, bây giờ cái ghế này là mình đã review xong. Mình sẽ để lại vị trí cũ nha. Tiếp theo mình sẽ review cho mọi người xem cái ghế Coleman. À, cái ghế này là cái dòng game day. Bây giờ thì mình thấy bán trên thị trường nữa. Đó. Ghế này á là ngày xưa mình mua ở trên Facebook Marketplace á, như này mình nói thì sử dụng là cũng thời gian cũng khá dài rồi. Chắc hơn 2 năm rồi đó, thì nó rất là tốt luôn. Nó cũng không để nổi nắng đó, nhưng ngồi thì ok. Thì cái này có thể cái armrest có thể adjust lên xuống được, và cái ghế này á là nó đi kèm với cái cooler bag nữa, nhưng mà tụi mình không xài cái đấy cho nên là đã để ở nhà rồi đó. Thì cái ghế này á là đặc điểm là có hai cái chỗ để ly đó. Thì sau khi cái ghế đầu tiên của tụi mình, cái ghế Wanderer, nó bị hư á, thì mình cố sửa để xài một thời gian, thì sau đó thấy cái này rẻ cho nên là mua luôn, upgrade lên cái này. Là cái ghế này là với bọn mình là cái ghế thứ hai, thế hệ thứ hai trong cái thời gian đi camping đó, để được hai cái ly. Rồi nói chung là ngồi 2 năm rồi mà vẫn chất lượng vẫn ok đó. Và cái lỗi mà bị hư ở sau này thì nó không bị ở cái này. Cái này rất là chắc chắn luôn. Đó. Rất là cứng. Và cái ghế này này, nó có cái á là đệm lưng ở đây. Thì vợ mình á, là vợ mình lấy cái túi mà của cái ghế này, trong này có cái bóng nha mọi người, cái xốp. Đó. Vợ mình lấy cái túi của cái ghế này đệm vào trong cái phần đệm lưng này cho nó dài hơn nữa. Đó. Thì bây giờ cái túi này là túi của nó này. Nó sẽ to hơn cái ghế Wanderer một tí. Thì mình sẽ gập cái ghế này lại cho mọi người xem. Đó, gập ghế này nó cũng gọn thôi. Rồi, cho cái đầu vào trước. Xong. Thắt cái dây là xong. Đó, thì như mọi người thấy á, nó sẽ to hơn cái ghế đầu tiên mà mình review cho mọi người xem. Đó, nhưng mà nó sẽ ngồi thoải mái và chắc chắn hơn nhiều. Đấy, giá của nó, giá gốc là mình nhắc lại là 65 đồng nha. Rồi, mở ra lại cho mọi người xem nha. Rồi, cho cái túi này vào cái phần đệm lưng. Để cất cho nó khỏi bay luôn. Đó. Ngồi lại, đó, ghế này ngồi nó cũng thoải mái. Nhưng mà cái vấn đề tiếp theo á là cái lưng của nó là nó vẫn hơi hơi bị trùng cả cái lưng xuống á. Thì những ai mà bị đau lưng ngồi cái ghế này mà cả ngày á sẽ có vẻ là khó chịu đó. Rồi, bây giờ á, mình sẽ thử cái cup holder này xem để được những cái gì nhá. Đầu tiên thì mình sẽ thử một cái chai nước suối size standard cho vào đây. Rộng rãi thoải mái, ok. Rồi, tiếp theo là cái chai này về cái đế này không cho vào được, chật. Thử tháo cái này ra xem. Nếu muốn thì để được nhưng mà not ideal đó, tại nó không xuống được sâu.
Nó kẹt cứng lên này là thôi, vậy mình là không để được rồi đó. Rồi, còn cái ly có quai này thì sẽ ăn thử luôn, tại vì nó cũng thích hợp với những cái như thế này đó. Là chỉ cái ghế này là chỉ để được chai nước suối bình thường thôi. Ok. Rồi, vậy là review xong cái ghế này cho mọi người xem nhá. Tiếp theo mình sẽ review cho mọi người xem cái ghế là Cascade Mountain Tech, là mình mua ở Costco. Ghế này á rất là nhẹ luôn, rất là tiện lợi luôn. Thì cái ghế này á là ban đầu mục đích tụi mình mua là tại vì nó tiện lợi, nhẹ, và hơn nữa cái giá ở Costco nó rất là cạnh tranh, cho nên tụi mình mua để dành. Vì cái ghế này á là mình mua là để đi câu cá, thì một cái ghế là mình sẽ để ở nơi cái chỗ mà mình ngồi ăn hay ngồi chơi, rồi còn cái ghế này mình sẽ vác ra cái chỗ mà mình sẽ đắp cần câu cá và ngồi đó để câu cá, thì nó rất là tiện, mình khỏi phải xách những cái ghế khác tới rất là nặng nề. Thì cái ghế này ngồi xuống thì nó ôm cái lưng, cái loại này á là nó rất là ôm lưng luôn, cảm giác cái lưng rất là thoải mái, bạn ngồi cái ghế này rất là thoải mái. Nhưng nó bị lại cái là nó không có cái armrest đó, là kiểu nếu mà ngồi chưa quen á, ngồi mà hay mà có armrest á thì ngồi cái ghế này nó không thoải mái lắm. Nhưng mà mình ngồi cái này thì nó có cái đệm ở nơi cổ, nó rất là thoải mái. Nếu mà các bạn ngồi ngả ra như thế này, ngồi mà câu cá là perfect luôn á. Đấy, thì cái ghế này á là nó sẽ không có cup holder hay không có cái gì hết. Nhưng vì nó mục đích là cho những người hiking, cho nên nó gọn, nhẹ là cái yếu tố đầu tiên, cho nên những cái thứ đó mình không có complain. Đấy, thì ví dụ như muốn uống nước thì để chai nước xuống dưới đất như thế này là cũng không có vấn đề gì cả đó. Nhưng mà mình ngồi ghế này mình thấy nó cũng đung đưa một tí xíu, là không biết cái purpose của nó là như vậy hay là sao. Nhưng mà về cái feeling mà ngồi cái ghế này á, nó ôm người là cảm thấy rất là thích luôn á đó. Thì với cái giá 50 đồng và mua để mà mục đích là để ngồi để câu cá thì ok, không có vấn đề gì cả đó, rất là nhẹ luôn. Cái ghế này á thì gắn vào á, nó không khó, nhưng mà nó hơi khó chịu một tí, là nó sẽ tháo ra như thế này này. Dưới này nó có hai cái lỗ để cho cái que này vào đó, rút ra. Thì khi rút ra hoặc là khi gắn vào á này, các bạn xem này, là mình phải dùng một chút sức này đó. Ô, thấy chưa, là mình phải dùng một chút sức để gong, để kéo cái tấm bạt này vô cái lỗ này đó, cho nên là nó hơi khó nha. Rút nó vào là ok này. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ tháo cái ghế này ra và cho nó vào trong cái bao cho mọi người xem nhá. Đó, đến này cái nữa. Rồi, đó, vậy là xong cái phần ghế ngồi nhá. Để tháo cái chân này ra cho mọi người xem nhá. Đó, nó có mấy cái sợi dây nó nối lại với nhau như thế này. Đó, hai cái que dai này tháo ra thêm cái nữa này. Rồi ha, đó, xong nó có cái sợi dây này này. Là buộc lại như vậy. Rồi, bây giờ là mình sẽ lấy cái vải lúc này á, quấn xung quanh cái này. Đó. Rồi, cho vào cái túi của nó. Cái này làm quen là ok, không để nổi khó. Đây, là thanh nó nhỏ gọn như thế này thôi. Đó, thì nếu mà đi cắm trại á thì mang theo cái này, nếu mà ai muốn câu cá thì cũng không sao cả, nó nhẹ, các bạn di chuyển nó khỏe. Hoặc là các bạn mà đi leo núi á là mang theo cái này để gắn dưới ba lô này này.
Đó. Còn mấy cái clip vào gắn dưới ba lô là cũng hợp lý luôn. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra lắp ghép lại cho mọi người xem một lần nữa nhá. Đây, mở túi ra này. Đó. Tháo cái lớp này ra trước. Chưa? Đây, mở mấy cái này ra. Đó, cứ cho nó bung lùa thôi. Rồi, gắn vào. Làm quen á, gắn cũng nhanh lắm. Chưa? Rồi. Đó, xong rồi. Hợp lý chưa? Rồi, bây giờ cho cái lớp ghế vào này. Thì mình sẽ đút phía trên vào trước. Đó, kéo căng xuống này. Rồi, chưa? Cho một cái vô đây. Rồi, xoay qua bên này. Giờ cái này á là mình cái khó này. Kéo căng cái này. Đút vào. Là xong. Đó, còn một cái ghế để ngồi câu cá hoặc là đi hiking, tuyệt vời. Êm. Đó, chỉ có một cái nhược điểm của cái ghế này mình thấy á là khi mà có trời gió to á, là cái ghế này nó sẽ bị đổ. Tại vì cái base của nó, cái đế của nó không được rộng như những cái ghế khác. Cho nên gió to là nó sẽ đổ. Rất là dễ đổ luôn. Hey, người thấy không? Tại nó nhẹ quá. Yeah. Hey, nó nhẹ lắm. Cho nên là thường thường mà hôm gió to là mình cũng không lắp cái ghế này làm cái gì hết đó. Rồi, là review xong cái ghế này cho mọi người nha. Tiếp theo mình sẽ review cho mọi người xem cái ghế hexagon ở cây mạc luôn. Cái ghế này là 39 đồng. Đây, cái ghế này á. Ngồi nó trĩu xuống, nó thấp xuống, ngồi nó đã. Ghế này mà kiểu mà ngồi relax á. Tuyệt vời luôn. Đó. Nhưng mà ghế này thì kiểu cái thiết kế của nó sẽ có cái armrest, cho nên cái tay của bạn phải để vậy. Thì nếu mà để lâu chắc là bị mỏi vai, mà hai cái vai đó. Nếu mà để thẳng xuống như này thì nếu mà mấy người vai rộng thì thấy nó kiểu nó bị eo hẹp á đó. Nhưng mà ngồi thì thoải mái. Cái nhược điểm của cái ghế này là không có cái chỗ để ly. Thì như cái ghế hai kia kia là uống nước thì phải lấy lên đó, cũng không có vấn đề gì cả đấy. Nhưng mà thoải mái, ngồi chiếu á, thoải mái lắm. Rồi, bây giờ gặp thử cho mọi người xem nhá. Này, cái đỡ đâu nó dày như vậy mà. Là cái này ấy, chỉ cần gặp lại như vậy là xong. Thêm một nhược điểm nữa, mang đi ấy, là nó sẽ bị cong kênh như thế này. Thấy chưa? Đó, nó dày nữa. Đó, và nó không có cái túi để mà cover lại nữa. Đó, thì đây là cái ghế từ cây mạc. Tiếp theo nữa, mình sẽ review cho mọi người xem cái ghế là của Austral. Cái dòng ghế này là dòng Getaway Deluxe nha. Ghế này á, là cái feeling của mình là nó rất là chắc chắn, rất là solid luôn. À, ngồi nó êm, ngồi feel nó sướng. Đó, những cái dòng ghế này á, là ngồi nó đã lắm. Là cái, qua cái cảm nhận mình thấy á, là nó có cái chỗ để ly là bự này. Thấy chưa? Rồi á, bên này á là nó có một cái túi để đồ này. Đó, là cái này cũng thuộc dạng là giống như cái túi mà cooler bag luôn, nhưng mà size nhỏ thôi. Và trong cái ghế này là còn cho một cái mở bia dành cho những bạn thích uống bia này. Đó, là để dành trong này luôn. Đó, hợp lý chưa? Rồi, là trong này mình nhắm chân á, chắc để được khoảng 1 2 3 khoảng 3 lon bia. Theo mình nghĩ, mình chưa thử nhưng mà mình nghĩ là như vậy. Xong kéo lại là hợp lý. Rồi, bên này là có một cái ngăn để đồ này, để những cái nhỏ. Not bad á. Để được nhiều thứ lắm, giống kiểu sạc điện thoại với đồ, để mấy cái cục power bank để mà sạc điện thoại ở đây. Yeah. Rồi, bây giờ mình sẽ thử để ly vào trong này cho mọi người xem nhá. Để mấy cái chai nước. Đây, chai nước suối bình thường. Cho vào. Rộng rãi thoải mái. Đó. Ok chưa?
cái ly này cho vào đây là chắc chắn không được rồi. Rồi bây giờ cái chai nước này, thermo này, cho vào perfect luôn, nó vẫn còn rộng nữa. Thì mình thấy là cái ghế này là quá êm, quá hợp lý so với cái giá của nó. Mình sẽ gấp cái ghế này lại cho mọi người xem luôn. Và quên nói với mọi người là ở sau nó có cái chỗ để đồ luôn này. Đây là cái túi của nó nha mọi người. Mình sẽ gấp lại này. Đó. Rồi, cái bên này lại. Xong. Rất là gọn lẹ luôn. Mà cái size này mình thấy á, là nó chỉ bự hơn cái ghế Coleman của mình một tí xíu thôi. Nhưng mà ngồi nó rất là chắc chắn và nhiều chỗ để đồ nữa. Bây giờ mình sẽ mở ra cho mọi người xem lại. Rồi cái túi này á, mình sẽ gấp lại để sau lưng ghế, để tránh khỏi bị mất mát, gió thổi bay nhá. Cái sức chịu đựng của cái ghế này là có thể ngồi lên được 200 kg nhá. Tiếp theo thì mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem cái ghế. Cái ghế này là cái ghế cùng của Austral như cái ghế bên kia luôn, nhưng mà cái dòng này là dòng Commander. Đó, thì cái ghế này á là trong cái review vừa rồi là mình có quay cho mọi người xem kỹ về cái ghế này rồi. Thì hôm nay á mình sẽ không nói kỹ nữa. Đó. Ghế này là từ nãy đến giờ là mình thấy là cái ghế mà nó gọn mà nó êm nhất, tại vì nó ôm được lưng. Rồi cái chỗ để tay á nó sâu lịch luôn. Đó. Mặc dù cái ghế này thì nó không có nhiều chỗ để đồ. Đó, chỉ có để được một cái ly ở đây. Chưa? Rồi một cái túi nhỏ nhỏ để điện thoại hoặc sạc điện thoại bên này. Đó, chứ không có nhiều chỗ để đồ như cái ghế vừa nãy mình review cho mọi người. Nhưng mà nó rất là chắc chắn luôn. Gặp cái ghế này á thì sẽ ấn cái này, giơ cái handle lên. Ấn cái này, giơ handle lên. Gặp xuống. Rồi, giờ lấy bốn góc vào. Đó. Rồi, sau khi gặp như thế này rồi á, sẽ cho vào cái túi của nó. Cái túi này sẽ không như mấy cái túi khác, mà túi này là phải để nó nằm ngang. Đấy. Đây là cái ghế này. Thì cái ghế này á nó sẽ hơi bự hơn chút xíu, nhưng mà đổi lại nó ngồi rất là chắc chắn, cho nên là mình rất là happy luôn. Bây giờ mình sẽ mở ra cho mọi người xem lại này. Chưa? Rồi cái này gặp lại, cho ra sau lưng ghế là khỏi mất, khỏi bay đi đâu hết. Xong rồi cho hai cái armrest ra, cho vào lộ. Ấn xuống là ok. Chưa? Rồi cái chỗ để lý á, thì như trong cái clip review là cho cái này vào là perfect nhá. Yeah. Con chai nước thermo mình hay xài thì nó sẽ bị cứng, phải tháo cái này ra, cho vào là vừa khít luôn. Đó. Ok. Rồi, đây là kỳ review cho kỳ ghế này của mình. Rồi, bây giờ đến với kỳ ghế cuối cùng, một kỳ ghế rất là đặc biệt, và mình sẽ review kỳ ghế này cho mọi người xem nha. Thì kỳ ghế này á, tại sao nhìn nó bự như vậy? Đó. Và tại sao mình lại mua cái này?
thì mình sẽ nói cái nhược điểm đầu tiên của nó cho mọi người. Đó là cái ghế này á, nó rất là nặng luôn. Nặng, cong cành, bự, khó sắp xếp đồ. Nhưng mà tại sao mình vẫn mua? Và mua rồi á, qua một thời gian sử dụng rồi á, thì bây giờ mình vẫn không hối hận về cái ghế này. Mình dùng cái ghế này được khoảng một năm rồi, và tới hôm nay mình vẫn không hối hận. Tại vì sao? Cái ghế này á, mà đi cắm trại á, khoảng cỡ 2 ngày trở lên á, là mình sẽ cần cái ghế này. Tại vì nó rất là tiện luôn. Ghế này nó có cái chỗ để đồ ở đây nè. Đó, gắn vào, có cái bàn để đồ ở đây. Thì á, mình sẽ thử một cái chai nước bình thường này, cho vô đây này. Perfect ha. Cho cái chai nước mình hay sử dụng, nó hơi chật nha. Mình nghĩ là nếu mà tháo cái lớp này ra, cho vào đây, là vừa khít luôn. Đó, nó có cái size của nó hết rồi. Và mình nghĩ á, cái ly cà phê hàng sáng của mình để vào đây chắc cũng được. Đúng rồi, cũng được. Tại vì cái thiết kế này mình nghĩ là cho những cái ly mà ly bằng sứ á, là có cái đít là thon, thì để vào đây là nó lọt vào trong cái lỗ này luôn. Đó, thôi. Đó, hoặc là những cái ly như thế này mà nó nhỏ hơn để vào chắc là vừa. Còn cái ly size này của mình size kiểu standard tiếng vừa, nhưng mà mình có thể để đây được. Đó, giải quyết được vấn đề. Cái lý do vì sao mình nói là cái ghế này nặng, nó bất tiện, nhưng mà mình vẫn mua và mình vẫn thích tới ngày hôm nay á, là cái ghế này á, là cái ghế ngả lưng ra được. Đó, mọi người thấy chưa? Nghệ thuật là ở đây chứ ở đâu. Đó, nó rất là thoải mái. Và người của mình á, là nằm dài nhằm nằm như vậy là nó không bị đau lưng, mà là thoải mái giống kiểu cả ngày á, câu cá gì. Tại mình ít câu cá bữa ngày lắm, bữa ngày cá này ít cắn câu. Đó, thì bữa ngày mình nằm chiêu chơi với mọi người là nằm trên cái ghế này là quá thoải mái và không bao giờ bị đau lưng. Đó, và buổi tối á, nếu mà hôm nào lành lành á, nằm trên cái ghế này thêm một cái tấm chăn phủ lên trên người nữa là nằm kế cái lò lửa là chiêu cả buổi tối là quá perfect luôn. Đó, thấy chưa, quá thoải mái. Đấy, thì cái ghế này á là xuống như thế nào, các bạn giữ cái tay ở đây, ngồi xuống là nó tự gặp lại. Đó, một cái tip mà mình thấy là qua thời gian sử dụng lâu rồi á, là mình thấy để ngả cái ghế này ra, ví dụ như chân các bạn mà không chạm được ở dưới cái này để mà bẩy nó lên như thế này á, thì bây giờ phải làm sao? Đó, thì các bạn như mình chạm chân ha, rồi lấy hai cái tay này ghi ở đây là nó cũng sẽ lên. Nhưng mà the best á là để hai cái chân ở dưới này này, đó, xuống này, lên này, nó rất là dễ dàng luôn. Đó, và cái ghế này ở đây là có cái lock này. Đây, trước này, hai bên đều có cái lock. Lúc mà ngả ra rồi á, các bạn lock lại. Đó, thì cái ghế nó sẽ đi xuống được nữa, nó cứng như vậy luôn. Đó, nhưng mà với bản thân mình á, thì mình không sử dụng cái lock này. Tại vì á, nhiều khi nằm chiêu như vậy để đợi cá cắn câu á, xong cái đến khi nghe chuông nó reo, cái là quên mất là đang ghế đang lock á, là bật dây ghế để mà chạy đi giật cần. Là thôi, cái lock này nó gãy, cái là thôi, cái ghế nó bị hư. Đó, thì tha như vậy. Tại vì nằm ngả ra như vậy, như thế này này, là cái ghế là chả di chuyển đi đâu cả, cho nên với mình thì mình cần lock. Bây giờ mình sẽ dậy gập cái ghế này lại cho mọi người xem nhá. Sau này có thêm cái chỗ để đồ nha mọi người. Đó, nhưng mà cái chỗ này thường tụi mình ít sai lắm. Rồi, trước khi gập cái ghế này á, là phải tháo cái bàn này ra, giơ nó lên, xong cái á gập xuống vậy. Đó, cho nó vô trong này. Yeah, để nó vào trong hết luôn. Rồi, gập cái ghế này thì dễ. Như vậy là xong, xách lên như vậy. Thì cái ghế này á, cái loài này á, là nó không có túi đi kèm nha mọi người. Cho nên á, là mình phải mua một cái túi riêng để mà bỏ vào, để mà look storage á, cho nó khỏi bụi bẩn. Đó, đây, đây là cái ghế, rất là nặng luôn. Phải xách hai tay á. Đó, giờ mình sẽ mở ra cho mọi người xem này. Vì cái ghế này nó bự cho nên là mình sẽ không cho vào cái túi này nha. Gập ra là như nó như vậy. Xong cái kéo cái bàn này ra này, kéo thẳng ra trước, xong dơ lên, đẩy vào, tập xuống cái chỗ đó là nó cứng ngắc luôn. Cái ghế này thì nó sâu lịch rồi, nó rất là tốt luôn. Rồi bây giờ mình sẽ để lại cái vị trí cũ. Đây là tổng hợp những cái ghế mà mình đã qua sử dụng và review cho mọi người xem. Cuối cùng, mình sẽ đem lên những cái ghế mà mình sẽ sử dụng trong những cái chuyến camping của mình.
là những cái chuyến camping mà 2 ngày trở lên, qua đêm á, là 2 ngày trở lên cho mọi người xem là mình sẽ lựa chọn những cái ghế nào trong những cái này mà mình thấy thích hợp với tụi mình để đi camping, để có cảm giác thoải mái. Trong 8 cái ghế mà mình review ở sau này cho mọi người xem, thì cái ghế đầu tiên trong thời điểm này mình sẽ mang đi để mà cắm trại, đó là cái ghế Coleman này của mình. Thấy chưa? Lý do là nó gọn nhẹ vừa đủ và ngồi nó cũng thoải mái, không để nổi tệ chưa. Rồi, cái ghế thứ hai mà mình sẽ mang đi, lựa chọn để mang đi là cái ghế của Austral này, ghế Commander này của mình đó. Tại vì nó rất là solid. Cái lựa chọn này là mình sẽ lựa chọn cho hai người, là vợ chồng mình mang đi nha mọi người. Và cái ghế cuối cùng là cái ghế recliner này đó. Thì vì sao hai người mà mình lại mang ba ghế, là một cái cho vợ mình, một cái cho mình, thì hai người sẽ swap muốn ngồi ghế nào thì ngồi đó. Còn cái này á là dành cho khi mình hoặc vợ mình mà bị đau lưng hoặc là muốn nằm cho nó thẳng cái lưng, tại vì đứng hoặc ngồi nhiều nó cũng mệt á, thì sẽ ngồi vào cái này. Đó là cái option cho tụi mình. Còn nếu tụi mình mà đi mà những cái trip mà 3 ngày trở lên á, đây là 2 ngày ấy, mình đi cái trip 3 ngày trở lên hoặc là đi dài hạn hơn, thì mình sẽ mang thêm một cái ghế này nữa để cho hai người cùng ngồi, tại mình có hai cái ghế này thì cho hai người cùng ngồi cho thoải mái. Rồi, thêm một cái ghế nếu mà các bạn có space và muốn mang theo là cái ghế này. Nếu các bạn muốn thôi, là ghế này để mang đi nếu cho ai câu cá, thì ba cái ghế này sẽ để ở cái bàn mà ngồi cắm trại á. Còn cái ghế đó mang ra chỗ câu cá, để ở chỗ đó, để khi mà câu cá là có ghế ngồi luôn, khỏi xách tới xách lui mất công, xách những cái ghế này mất công này. Đó, thì đây là ba cái ghế mà mình sẽ permanent mang đi. Còn cái ghế này á là cái ghế muốn mang được mà không muốn mang được mình sẽ để lại phía sau này. Đây là ba cái ghế mình sẽ mang đi cắm trại này, nhưng mà để xếp hàng cho những cái ghế mà ngồi thoải mái thì mình sẽ xếp hàng nó như thế nào nhá. Mình sẽ đặt cái này xuống này, tại vì nó chỉ là bình thường thôi. Mang cái này lên. Rồi, thì mình trong 8 cái ghế vừa rồi á, thì mình nhắm 3 cái ghế này là 3 cái ghế mà mình thấy hợp lý nhất để mà mang đi cắm trại. Nó sẽ xếp theo thứ tư á, là cái này á, là vừa compact mà vừa có cái độ êm, cái độ thoải mái đó. Rồi cái này á, nó sẽ solid hơn một tí, nó sẽ giúp cho bạn đỡ đau lưng hơn một tí, nhưng mà nó sẽ bị hơi cong kênh một tí. Rồi, cái này á sẽ có cái độ thoải mái nhất trong những cái ghế ở đây, nhưng nó sẽ bị cong kênh và nó sẽ bị nặng. Thì mọi người sẽ lựa chọn theo cái nhu cầu mà mọi người cảm thấy cần thiết nhất đó. Như mình thì mình sẽ chọn cái ghế này để ngồi thư giãn, và cái ghế này để mà ngồi khi mà cảm thấy mệt mỏi đó. Thì kết thúc cái video review 8 cái ghế camping ở đây. Thì nếu mọi người thấy hay thì nhớ like, share và comment ủng hộ cho tụi mình. Và nếu mà các bạn muốn mình review thêm những cái ghế khác thì nhớ thả ở phía dưới bình luận cái thông tin của cái ghế. Và nếu trong tương lai gần, nếu mà có điều kiện, mình sẽ nghiên cứu cái ghế đó và sẽ làm một cái clip review cho mọi người xem nhá. Thì cảm ơn mọi người luôn theo dõi và đồng hành. Tụi mình là YNK Adventure. Xin hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo. Tạm biệt mọi người.